Hải Dương, vùng đất địa linh nhân kiệt, được mọi người biết đến là vùng giang sơn cẩm tú Mao Điền Mộ Trạch, với tiếng sấm đường năm oai hùng, và hãnh diện có đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh, bậc thầy của thuốc nam, đã đi vào thơ ca sử sách. Một Hải Dương có sức hút diệu kỳ với bất kỳ ai được đặt chân đến mảnh đất này. Đất nước đang rộn ràng trang đổi mới, kinh tế ngày càng phát triển đi lên, cuộc sống của nhân dân được nâng cao. Con người nói chung, người dân Hải Dương nói riêng luôn đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và Đầm Sen Spa, địa chỉ số 6 khu 3, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, từ bao năm nay đã và đang là địa chỉ tin cậy của mọi người trong việc chăm sóc sức khỏe. Bởi Đầm Sen Spa được tọa lạc tại một địa điểm có giao thông thuận lợi, với một môi trường xanh trong lành, không gian thoáng đãng, cơ sở hạ tầng hợp phong thủy, đội ngũ tư vấn chuyên viên thân thiện nhiệt tình, có kỹ năng chuyên môn kỹ thuật cao, luôn làm hài lòng khách hàng và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng đến chăm sóc sức khỏe tại đây. Không bằng lòng thỏa mãn với những thành công đã đạt được, trung tâm chăm sóc sức khỏe Đầm Sen Spa ở trong thời đại 4.0 luôn mong muốn được tiếp cận nhiều dịch vụ đẳng cấp cao để thỏa mãn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân xa gần, với những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Trong đó, DLC Care là niềm tin được Đầm Sen Spa lựa chọn. Bởi hiện nay tại một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, rất ưa chuộng các sản phẩm của công ty DLC. Tất cả các sản phẩm nguyên liệu của DLC đều được chiết xuất từ thiên nhiên, có nguồn gốc tự nhiên quý hiếm và cực kỳ đắt giá, được chắt lọc theo tiêu chuẩn quy trình quốc tế, đã được mua bản quyền công nghệ sản phẩm. Sản phẩm tuyệt đối không sử dụng hóa chất, đảm bảo sức khỏe của người sử dụng một cách an toàn và toàn diện nhất. Bên cạnh đó, DLC còn hợp tác với các tập đoàn nguyên liệu hàng đầu trên thế giới như California, Mỹ và một số nước, v.v. nhằm phát triển những sản phẩm có công dụng thiết thực, hữu ích, đa dạng, độc đáo cho người tiêu dùng. Nhờ vậy mà các sản phẩm của DLC nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng cũng như hiệu quả từ khách hàng. Công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất quốc tế, các sản phẩm của DLC đã phải trải qua kiểm duyệt với hơn 300 hạng mục kỹ thuật, các thông số kỹ thuật, thử nghiệm nghiêm ngặt về tính an toàn khi sản xuất hàng loạt và phân phối ra thị trường, gồm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc gia đình. Trong niềm vui chào đón năm mới 2021, ngày 2 tháng 1 năm 2021 vừa qua, tại Đầm Sen Spa, thành phố Hải Dương đã tưng bừng tổ chức cắt băng khai trương trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp DLC. Cơ sở của tôi là sở 3 chăm sóc sức khỏe, nhưng bây giờ tôi nâng cấp cái mô hình dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
đến dự và chung vui với trung tâm có người thân, bạn bè, các đối tác làm ăn. Văn phòng DLC Việt Nam, văn phòng DLC ở một số tỉnh thành, các địa phương và các khu vực trên cả nước. Những bó hoa, lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng chân thành tốt đẹp nhất. Chúc Trung tâm Sức khỏe và Sắc đẹp DLC Đầm Sen phát triển mạnh, ngày càng mở rộng thị trường, giữ uy tín và niềm tin với khách hàng. Thank you.
Hãy
Giang xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin mời hãy cùng em yêu xuân. Mang một khúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho trời, khi về đời được quê bên em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng. Chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng. Lời đến cho tim anh chờ chờ mãi, muôn hoa còn thương. Mang anh phúc cho đời, nhớ nhé em. Mang say đắm cho trời, vui cười. Chú chờ, chú chờ với anh. Ánh mắt chàng trai không ngu không.
Chúc cho chương trình của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp. Và công ty Leo Siêu Việt Nam đã cho ra đời chuỗi Leo Siêu Kia Dưỡng Sinh, massage dưỡng sinh giúp cho chúng ta có giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất. Và chính vì đó mà chúng ta có mặt trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đến từ tỉnh Quảng Ninh, chúng ta hãy dành một tràng tay lớn chào đón lên sân mặt của bà Vũ Thị Hằng. Đến từ Hải Dương, chúng ta hãy dành một tràng tay lớn chào đón lên sân có mặt của bà Trịnh Thị Thanh Thúy và bà Phạm Thị Tư. Đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Sống Kiều Đường Việt Nam, chúng ta hãy dành một tràng tay lớn, một tràng tay lớn chào đón lên sân có mặt của giám đốc ông Nguyễn Văn Hải. Thưa các anh các chị, có khai trương nhưng không được đông vui năm nay rồi. Thế nên xin mong các quý vị và các anh các chị ủng hộ hưng nhiệt tình một lần nữa. Xin cảm ơn. Thưa xin một tràng pháo tay thật mạnh. Kính thưa quý vị, đã tiếp nối chương trình ngày hôm nay, em xin trân trọng kính mời giám đốc ông Nguyễn Văn Thành, đại diện cho công ty, lên có đôi lời phát biểu chia sẻ về giải pháp chăm sóc sức khỏe Leo Siêu Kia. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Thay mặt công ty Leo Siêu Việt Nam gửi lời chào trân trọng nhất tới các đối tác của công ty cũng như là các cô, các chú anh chị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hôm nay là ngày 12 năm 2021 thì chúc cho mọi người sang năm mới có một sức khỏe. Chúc cho các cô ở đây luôn rạng rỡ, luôn có một cái thân hình đẹp hơn ngày hôm nay. Và năm 2021 chúng ta luôn phát đạt đúng không ạ? Và thành mặt chúng ta một tràng tay thật lớn ạ. Lâu lắm là Thành mới thấy là các cô, anh chị, các chú tại Dương được gặp mặt tại buổi chiều ngày hôm nay. Vì đi dự rất là nhiều các chương trình thì hầu như là chúng ta khai trương vào buổi sáng. Nhưng mà ngày hôm nay, buổi chiều thì có rất là nhiều các cô, cơ sở đi xe đồng sen. Thì trước đây chú Hưng đã kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà nghỉ và vừa rồi các cô chú tên đã nắm rõ hơn, đó chính là đã đi vào cái dịch vụ massage. Nhưng mà theo cái xu thế và các cô, các chú anh chị đây chúng ta nắm được năm 2020 cái dịch bệnh COVID-19 đúng không ạ? Thì nó đã hoành hành và bây giờ thì cái biến đổi của nó đã càng ngày càng lớn hơn. Và chính vì vậy là cái sức khỏe của các cô, các anh chị mà chúng ta đây chúng ta được nâng cao hơn. Thì sau một thời gian tìm hiểu thì kết hợp với chú Hưng thì công ty DOC đã ký hợp đồng chính thức phát triển cái nguồn Leo Siêu Kia với cái tiêu chí là dưới 4 tiêu chí. Thì ngày hôm nay tí nữa cô chú chị ta sẽ có cái chương trình đi quan ở đây mà đi sở nó khá là rộng và thành khai trở phòng bánh hơi. Thì ở đây thì các cô chú chị đi qua chúng ta sẽ thăm cái phòng cuối cùng. Thì Leo Siêu Kia phát triển cái nguồn đầu tiên thì là sẽ khỏe. Có thể ở đây rất nhiều cô chú chị có thể làm bác sĩ này đúng không ạ? Có rất là nhiều cái nghệ sĩ trên sông công nghiệp chết nhiều không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta mới nghe cái thì đúng không ạ? Và cái giải pháp thứ ba của chúng ta là trong khi đến cuối giờ chúng ta có thể qua cái phòng đã dùng cái nhà. Xin chúng ta hãy dành một tràng tay lớn để
cá đâu. Cá đâu. Sau lễ cắt băng khai trương trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp DLC Đầm Sen, cũng tại buổi khai trương, các đại biểu khách mời cùng khách hàng còn được tặng thẻ ưu đãi miễn phí 3 dịch vụ trị giá 200.000 đồng, gồm các dịch vụ ngâm chân thảo dược, đá muối 30 phút có tác dụng làm lưu thông khí huyết, thải độc cơ thể, chống tê chân tay, ngăn lão hóa, làm đẹp da, ngủ ngon hơn, vân vân. Dịch vụ thứ hai là đo huyết áp, cân sức khỏe, để khách hàng biết được chỉ số huyết áp của mình, BMI, tuổi sinh học, tỷ lệ mỡ, protein, tỷ lệ cơ mỡ nội tạng, calo tiêu thụ, xương, vân vân. Và dịch vụ thứ ba là khách hàng được tặng 2 lít nước ion kiềm, có tác dụng là kiềm hóa được cơ thể, hỗ trợ bệnh tiêu hóa, chống lão hóa, đẹp da, cung cấp khoáng chất, nước pha trà, nấu ăn ngon. Mọi người vui mừng cùng được trải nghiệm các dịch vụ tại trung tâm. Ngoài các dịch vụ khác thì tại trung tâm chăm sóc khỏe Isuke Đầm Sen có mảng nước yêu kiềm, nên là hỗ trợ cho tất cả quý vị về sức khỏe khi chúng ta sử dụng nước yêu kiềm sẽ giúp chúng ta đào thải độc tố, trung hòa axit trong cơ thể và cải thiện một số bệnh liên quan về như loãng xương, gút, tiểu đường, tim mạch, một số vấn đề về sức khỏe mà khi chúng ta cơ thể chúng ta mang tính axit thì chúng ta sẽ cần sử dụng nước yêu kiềm. Thì nước yêu kiềm hiện đang là một cái xu thế rất là mới hiện nay, và tất cả chúng ta không chỉ uống nước để giải khát thông thường mà chúng ta uống nước để đem lại cái sức khỏe chúng ta rất là tốt. Thì tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Isuke Đầm Sen có thể mang đến được quý vị cái sử dụng loại nước quý này sẽ đem lại cho quý vị một sức khỏe toàn diện. Ngoài các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác thì tại Isuke Đầm Sen, nếu quý vị đến thì sẽ được sử dụng nước yêu kiềm cách miễn phí, nó sẽ mang lại cho quý vị rất là nhiều cái vấn đề sức khỏe, giúp quý vị đào thải độc tố, có tác dụng nhiều về vấn đề giúp quý vị ăn ngon hơn,
tâm chăm sóc sức khỏe đi Sức Khỏe Đầm Sen. Và đây là cái máy nước yêu kiều và máy yêu kiều giúp chất lượng nước ổn định hơn. Và đặc biệt máy có trang bị công nghệ sạc tự động đảo chiều, được đăng ký độc quyền của hãng năm 2003 tại 6 nước hàng đầu trên thế giới là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Singapore và Malaysia. Đặc biệt là cái chế độ dịch vụ bảo hành 1-1 trong vòng 2 năm. Khi chúng ta sử dụng máy yêu kiều này thì đó là một trong những lợi thế rất là mạnh của máy yêu kiều. Và cái máy này sẽ tạo ra được 9 cấp độ nước, cấp độ pH khác nhau, đáp ứng tất cả các nhu cầu của quý vị, từ là uống, nấu ăn. Để tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp Đầm Sen DLC đã đầu tư một hệ thống các phòng chức năng được trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại để làm dịch vụ, cùng với một đội ngũ chuyên viên tư vấn, nhân viên được đào tạo bài bản về dinh dưỡng, bệnh học, sử dụng các loại máy móc và kỹ thuật hiện đại, phục hồi chức năng được cấp bằng sẽ làm hài lòng khách hàng. Em tên là Nguyễn Thị Hường, là chuyên viên của trung tâm DLC Care của công ty. Thì, hôm nay là khai trương cơ sở tại DLC Care Đầm Sen, thì có về để cùng hỗ trợ với cơ sở để phục vụ bà con để test sức khỏe. Em cũng trách mảng là kiểm tra tầm soát sức khỏe về công nghệ 4.0. Cái máy này kiểm tra đúng thế, mà nhanh gọn. Thì đây với cái giải pháp của DLC Care Đầm Sen là cung cấp cho cô bác một cái giải pháp tầm soát sức khỏe từ sớm. Đấy, cơ thể chúng ta có dấu hiệu gì bất thường cái thì nó báo ngay để chúng ta thay đổi. Nếu nhẹ chúng ta chỉ cần thay đổi cái chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý là chúng ta đã thể khắc phục được rồi. Đấy, còn nếu nặng hơn, gần đến nguy cơ mà gây bệnh thì nó báo trước cho mình đến từ 3 đến 5 năm về nguy cơ mắc bệnh, thì mình có thể phòng tránh trước. Ví dụ như là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ đang ở mức độ này rồi. Đấy, mức độ còn nhẹ thì chúng ta sẽ có giải pháp đào thải cái đấy ra thì nó sẽ rất là nhanh và tiết kiệm. Em xin giới thiệu để em là chị Thị Thanh Thúy, hiện nay là chuyên viên chăm sóc sức khỏe của tập đoàn DLC. Hôm nay thì em sẽ về trung tâm DLC Đầm Sen để giúp tất cả các bà con, các khách hàng đến đây để trải nghiệm các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động. Và ngoài ra thì nếu như mà các cô bác, anh chị phát hiện ra có cái bệnh về mãn tính hoặc cơ thể mình bị suy giảm về các cái chức năng thì có thể chúng ta dùng các cái sản phẩm bác đang bị viêm tiểu tuyến, tiểu sắt, tiểu thêm nhiều thì bác có thể dùng cái sản phẩm này hỗ trợ cho bác rất là tốt. Anh Nguyễn Duy Toàn tại Duy Tiên, Hà Nam là khách hàng từng bị điện giật, co cơ chân tay, đã được trải nghiệm, anh vui mừng chia sẻ. Là do là cách đây 2 tháng bị điện giật thì nó bị co cơ, co vân và tay nó mất cảm giác, không cầm cái gì hết. Thì được một người bạn giới thiệu là tại trung tâm mình ở đây là có phục vụ chức năng. Đấy, thì cháu đến đây để đang phục hồi chức năng. Hai cái xung điện để kích cái hệ thần kinh tay. Để mà hệ thần kinh này tay nào bị yếu hoặc là nó nằm không hoạt động nữa để kích cho nó trở lại, cho nó hoạt động trở lại. 1-2 buổi mà cứ làm được. Ít nhất anh này phải từ 3 đến 5 buổi cho nên anh mới đến có cảm giác được. Còn khi chạy điện xong anh này chỉ cảm thấy thoải mái trong người hết thôi. Trải nghiệm ngày hôm nay là ngày thứ hai thì có cảm giác sợ, nó là nó đỡ đau hơn, và chân tay thì cảm thấy nó thoải mái hơn. Có thể nói tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Đầm Sen DLC đã mang lại cùng với những sản phẩm tốt nhất, hôm nay sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả mọi người quan tâm đến sức khỏe của mình và gia đình mình, để mỗi chúng ta ngày càng được sống an vui trường thọ. Tin tưởng rằng cũng từ đây
sẽ mở ra những hướng đi mới trong tương lai của Đầm Sen DLC, trung tâm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp, góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của tất cả mọi người dân trong cộng đồng.